Vâng, rất vui được gặp lại các bạn, quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt trong chiếc xe Toyota Fortuner đời 2012 nha các bạn, bản TRD 2 cầu. À, xe mới vừa được công ty mình thu về nha các bạn. Sở hữu màu trắng rất là đẹp luôn, còn nguyên bản từ trước tới giờ và là xe một đời chủ nha các bạn. Thì mình cũng dành một vài phút ngắn để mà quay sơ về cái ngoại thất, nội thất của cái xe này và đồng thời là công bố về cái giá bán luôn, để cho các bạn nào chúng ta đang tìm cho mình một mẫu xe Fortuner đời 2012 mà máy xăng, thì đây chính là một cái lựa chọn một khá là hợp lý để cho các bạn tham khảo thêm nha. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi xem sơ khảo về cái xe này nha. Mẫu xe Fortuner TRD, bản này là bản 2 cầu nha các bạn, máy xăng đời 2012. Màu ngoại thất của cái xe này chính là màu trắng. Một cái xe rất là cổ điển luôn. Và với một cái độ bền thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi, Fortuner thì thiên về độ bền, sự cứng vững và cái chi phí bảo dưỡng cực kỳ thấp luôn nha các bạn. Thì cái xe này vừa mới được công ty mình thu về từ chú ở trên tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Chú mua cái xe này thì lúc trước là chú mua xe mới và do gia đình không có dùng nữa cho nên là chú đã quyết định bán lại cái xe này cho công ty bên mình. Thì xe này chạy được 160.000 km rồi nha các bạn, cũng gần 9 năm rồi mà mới đi được có 160.000 km, thì nói chung tương đối đi cũng ít nha các bạn. Thì mình mời các bạn cùng mình đi xem cận cảnh chi tiết về cái xe này nó như thế nào, nó hiện trạng như thế nào trước khi mà bên công ty mình làm đẹp nha các bạn, để cho các bạn nào chúng ta đang tìm cho mình mẫu Fortuner thì có những cái nhìn chân thực nhất về xe, để chúng ta có những cái quyết định chính xác nhất khi mà lựa chọn một cái xe ưng ý cho gia đình mình nha. Vâng, xin mời các bạn cùng mình đi xem sơ khảo về ngoại thất trước này. Về cụm đèn trước nè, cụm đèn này cụm đèn zin theo xe lúc mua mới luôn nha các bạn. Tình trạng nó có bị ố vàng theo năm tháng, thì cái này bên công ty mình sẽ đánh lại thì nó sẽ trắng sáng ra nha các bạn. Đèn gầm đây thì nó cũng có hơi bị ố vàng và cũ đi này nha các bạn. Những cái phần cản thì nói chung thì cũng có sơn dặm tốt gì rồi, nói chung cũng hơn 9 năm rồi nha các bạn, gần 9 năm rồi thì cái chuyện mà sơn dặm là chắc chắn phải có rồi nha các bạn. Còn về đâm đụng tai nạn thì bên công ty mình cam kết là không đâm đụng tai nạn nha các bạn, qua quẹt thì cái chuyện đó là chuyện rất là thường tình. Nói về cản trước nói chung là cũng sơn cũng nhiều rồi đấy nha các bạn. Đèn bên trái này cũng vậy luôn, giống như đèn bên bên phía tài nha các bạn. Gạn trước thì nói chung cũng sơn cũng lại cũng khá là nhiều rồi. Về tình trạng mâm lớp này, được cái thì theo mình quan sát thì bốn cái lớp xe còn rất là mới nha các bạn. Bốn lớp xe thì còn rất là chắc, chạy khoảng độ thêm 40-50 ngàn nữa các bạn mới có thay. Tình trạng mâm thì cũng hơi có những cái vết trầy nè, chung đời cũng cũ rồi nha các bạn, thì cái chuyện trầy trụ thì nó không thể tránh khỏi đây. Quan trọng là cái xe, cái chất xe nó thôi còn thôi. Mình đi sơ khảo về bên hông xe nha các bạn. Với một cái bộ body kit thì làm cho cái xe trở nên nó nhìn nó cứng cáp hơn nha các bạn. Xe đã được trang bị che mưa, dán cửa, dán phim là bên trong là ghế da nha các bạn. Lớp bên sau nè nó cũng giống như lớp trước thôi, chạy khoảng độ 40-50 ngàn nữa các bạn mới có thay, đỡ tốt rất nhiều chi phí đối với một lớp xe của Fortuner nha các bạn. Gầm trong này khá là bẩn luôn nha các bạn, do chưa được vệ sinh lại. Thì đối với mẫu Fortuner này thì nói chung có rất nhiều các bạn chúng ta ở tỉnh là đang lúc trước hỏi mình, và cái xe, những cái xe này thường thì không nằm lâu ở công ty nha các bạn, bởi cái tính đa dụng của dòng Fortuner này, đi gia đình rất là thoải mái, và đặc biệt cái nó gầm cao thì đi, nói chung là đi trong các bạn hay đi về tỉnh hoặc là đi trong Sài Gòn rồi á thì nói chung rất an toàn nha các bạn, gầm cao, cảm giác lái đều nó tốt. Thì xung quanh về tổng thể về xe thì mình nhận định thì cái xe này nói chung cũng có sơn dặm lại nhiều rồi,
Đó, thì do cũng chạy cũng lâu rồi nha các bạn, cho nên tình trạng ngoại thất thì nó cũng hơi dơ. Thì nói chung bên công ty mình sau khi dọn dẹp lại thì sẽ hoàn toàn giống như mới nha các bạn. Còn về chắc xe thì đối với Fortuner này thì các bạn cũng biết rồi, đó, độ bền rất là cao, cho nên là bên công ty mình không ngần ngại thu những cái xe mà Fortuner đời cũ như thế này nha các bạn. Tại vì Toyota thì thiết kế cái ngôn ngữ thiết kế người ta là người ta đi theo khuynh hướng là độ bền, cho nên là bên công ty mình sẵn sàng thu lại những cái xe mà đời đã cũ rồi. Tại vì cơ bản nó về chất lượng nó không có ảnh hưởng gì nha các bạn, nó không có vấn đề gì phát sinh. Ở bên trong xe nha các bạn, cái tay nắm cửa bên đây thì nó, cái bệ tay đây nhìn nó dạng như ốp gỗ các bạn, thì cũng khá là sang trọng nha các bạn, cổ điển. Bên trong thì nội thất ghế da rồi này, đầu vẫn là đầu CD nguyên zin từ trước tới giờ luôn, nên bật số km cho các bạn xem. 160.392 km nha các bạn. Gió xuống đầu này thì chủ yếu là nghe FM hoặc là các bạn mua đĩa bỏ vô nghe, cũng nói chung là đầu xưa thì chất lượng âm thanh nó ra nó tốt hơn so với bây giờ nha bạn. Bây giờ thì có thể hiện đại cảm ứng gì đó, nhưng mà chất lượng âm thanh thì theo mình nhận định thì nó không bằng những cái đầu đĩa hồi xưa. Đầu xưa nói chung là người ta chế ra nó mang một cái gì đó hay nha các bạn. Cầm đồng hồ này, số tự động hai cầu nha các bạn, ngay cần số chuyển cầu đây, số tự động chính xác đây. Xe được trang bị bọc trần, phía sau thì đồ đạc của khách còn trên xe chưa có dọn lại nha các bạn. Sau nó có một cái màn hình này, màn hình để phía sau ngồi coi nè, những máy hay còn hoạt động tốt nha các bạn. Mấy cái phím chức năng thì này thì mình đã kiểm tra rồi, còn hoạt động rất là tốt nha các bạn, mình cứ yên tâm. Gương nói chung là đời hồi xưa, cho nên là những cái cách mà người ta thiết kế những cái chi tiết trên xe á, nhìn nó hơi thô một xíu, mang tính cổ điển nha các bạn, không giống như bây giờ nó hơi tinh gọn lại. Để mở cái động cơ cho các bạn xem nha. Sử dụng công nghệ động cơ VVTi nha các bạn. Máy móc thì cơ bản là nguyên bản, không bị ngập nước nha các bạn, bạn yên tâm về những vấn đề đó. Không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, và số km trên xe là số km chuẩn nha các bạn, không tua lại như những chỗ khác. Máy móc còn nguyên bản này, đây, màu sơn còn luôn. Cabo là zin theo xe này. Ngày đăng kiểm ở đường bộ này, còn tới tháng 7 năm 2021 nha các bạn. Đó thì một vài nét để sơ khảo về cái xe mới về. Mình xin nhắc lại thông tin về cái xe này nha. Đây là Fortuner, máy xăng 2 cầu, bản TRD nha các bạn, Sportivo á. Đời 2012, xe đi được 160.000 km rồi. Mang biển số tỉnh Đồng Nai nha các bạn, và đang được dự kiến thôi. Mình báo cái giá dự kiến đó, chào bán là 490 triệu nha các bạn. 490 triệu với một mẫu Fortuner. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì hãy gọi cho mình nha, qua số điện thoại quen thuộc 0938926425. Mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về cái xe này, về chi phí lăn bánh này, đến từng tỉnh này. Đó, rồi cái thủ tục mua bán như thế nào này. Đó. Vài nét sơ khảo thôi. Vâng, và cũng xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip review xe lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.